cùng mái ấm gia đình Việt. Mái ấm gia đình. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên cả nước đang đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chúng ta bận bề với công việc mưu sinh, tất bật với rất nhiều công việc trong cuộc sống. Nhưng đôi khi chúng ta lắng lòng mình lại để nhìn về những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và chia sẻ một chút xíu gì đó tình cảm của mình. Đó cũng là hạnh phúc của tất cả chúng ta, đúng không quý vị? Ngày hôm nay thì chương trình Mái ấm gia đình Việt đang có mặt tại Bình Phước. Hy vọng rằng chúng ta sẽ xoa dịu đi những nỗi đau trong cuộc sống này, sẽ giúp cho các bạn nhỏ có thêm nhiều cái cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Và đặc biệt hơn nữa là Mái ấm gia đình Việt sẽ có một website chính thức. Nếu như quý vị muốn chia sẻ tình cảm của mình, hãy vào website chính thức đó để chúng ta tìm hiểu thông tin chính xác và truyền tải đi những cái tình cảm của mình chính xác hơn nữa. Đó chính là maiamgiadinhviet.vn quý vị nhé. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời sẽ hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ với bao hoàn cảnh đó. Đó chính là diễn viên Thanh Thủy và Mạc Văn Khoa. Rồi, chào đón khách mời ngày hôm nay. Rồi, chào các bạn. Mặc dù trời nắng rất là nóng nhưng mà các bạn đã vượt hàng trăm cây số để đến đây Bình Phước này, đến đây để chia sẻ với các bạn nhỏ. Thật là cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Bây giờ thì Thúy hãy nói lên cảm nhận của mình khi đến với chương trình. Thanh Thúy mến chào quý khán giả của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Mình cũng có theo dõi một vài số của chương trình này. Thật sự thì thấy rất là xúc động. Và Thúy cũng hy vọng là hôm nay mình sẽ góp một cái phần nhỏ nhoi nào đó để giúp cho những đội đang tham gia trong chương trình này sẽ chiến thắng. Rồi, tới phiên Khoa thì Khoa có lời gì muốn nói chuyện với lại quý khán giả ở đây không ạ? Dạ, chị là nói xong rồi đúng không ạ? Dạ, chị nói xong rồi. Em xin phép nói tiếp ạ. Dạ vâng, thì lời đầu tiên cho Khoa xin được gửi tới tất cả bà con cô bác Bình Phước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, thật sự thì cái nắng của Bình Phước cũng không làm làn da của Khoa đen hơn được. Bởi vì Khoa đã đen sẵn rồi, cho nên là cái màu nắng hay là cái thời tiết nó không có quan trọng nữa. Sở dĩ là dưỡng da này không phải là vì nắng, chỉ sợ là chơi những cái gì nước này kia thôi. Cho nên là chưa, còn đối với em thì nắng không thể vùi dập được nhan sắc của em nữa anh Linh ạ. Vì em quá đen rồi. Ủa nắng em không sợ, em mắc mới gì sợ nước? Không phải, ý là chơi chương trình bùn lầy, em sợ là chương trình bùn lầy thì nó ngấm vào da thịt ấy, thì về bế con ông chịu anh ạ. Còn cái thứ hai nữa là em chưa tham gia một chương trình nào mà em cảm thấy em vì tiền như thế này ạ. Đây là một chương trình mà em vì tiền nhất từ trước tới bây giờ. Nhưng mà không phải vì tiền cho bản thân em mà em rất muốn tới đây để mang tới một số tiền. Mình cứ nói thật là tiền cho nó thực tế ạ. Mang một số tiền càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt để cho các hộ gia đình và gặp khó khăn. Và đó cũng là một cái mà em thấy chương trình mình rất là ý nghĩa. Mà hôm nay em cũng rất là vui khi được tham gia chương trình. Rất mong là được sự cổ vũ của tất cả mọi người ở đây ạ. Dạ, nói chung em tới đây vì tiền ạ. Nói cho dễ hiểu đúng không ạ? Tiền cũng là một điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái sự hỗ trợ của Khoa cũng như Thúy á, nó cũng quan trọng không kém. Nhưng mà cái sự nỗ lực của các bạn mới là quan trọng ha. Rồi, hy vọng ngày hôm nay với sự hỗ trợ của Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa thì các bạn sẽ vượt qua những thử thách của chương trình và đem về cho mình những giá trị giải thưởng càng cao càng tốt. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của gia đình đầu tiên. Con tên Ban Thị Nhi, con học lớp 7A2, trường trung học cơ sở Hòa Hiệp. Con đang sống với mẹ, hai em và bà ngoại. Ba con mất cũng gần một năm rồi. Hôm mất thì đi làm từ mấy ngày trước rồi không về nhà, rồi không điện luôn. Tới khi tai nạn, ta mới điện về, mới hay. Xong thì khóc không chứ có làm gì được. Lo lắng sau này con mình sao đâu, không có cha, không gì. Đi tới đâu ai cũng nói. Ba má con khóc, con thương ba nhiều. Con có điều ước thì con sẽ nói thật nhiều. Từ yêu ba, thương ba và ôm ba rất nhiều. Mỗi lần con nhớ ba là con thường hay vào phòng và lấy những bức ảnh gia đình mà con để con xem. Bé Nhi đi học hay đưa nhỏ nhỏ mình ở ngoài ở nhà ấm cho ngoài thấy hình ba nó
bà ngoại, ba con đi làm sao về. Bà ngoại nói dốc, ba không về đâu, bà ở đó luôn. Sao nó khóc, nó về không khóc, thương cháu ngoại nhiều. Khi ba mất, cuộc sống con khổ hơn. Tiền ăn không có, tiền mua thuốc mua gì cho em khi em đang bệnh không có. Hiện tại công việc của tôi thì không được ổn định gì mấy, đi dạy cỏ với trồng mì. Ta kêu đi thì đi, không kêu ở nhà. Tôi thấy rất tiếc luôn, tại làm ngày cũng được trăm mấy, đỡ hơn ngày con ở nhà không có gì ăn. Những ngày trời mưa mẹ không đi làm được, mẹ ở nhà không có gì ăn, con thường đi ra trước sân mẹ cà với mẹ gao để luộc ăn. Thì đó là con nhịn con cho em con ăn, con nhìn em con ăn no đầy đủ là con vui. Được lo sợ nhất là không có đủ kinh phí để nuôi gia đình con. Vì là trẻ mồ côi, cha mất cách đây một năm mấy rồi. Mẹ lúc khi đó mẹ đang mang bầu nên là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Một mình mẹ mà nuôi tới ba đứa con. Bây giờ là em bé cũng được mới có được một tuổi. Mưu sinh bằng nghề là đi chặt mì rồi đi dãy cỏ thuê cho người ta để kiếm sống để nuôi ba đứa nhỏ. Một mình chăm con cực, tối bệnh khóc, suy nghĩ nói cố gắng. Ba mất rồi, con mình phải cố gắng lên. Mẹ nói mẹ mệt, con thấy mẹ khóc trong phòng, con cũng hiểu. Mẹ làm đi làm nặng nhọc nuôi con nuôi em, con giữ em cho mẹ nghỉ ngơi. Bé Nhi là một bé rất là ham học mà là chị cả ở trong gia đình, sau này phải lo gánh vác lo cho hai đứa bé. Địa phương cũng mong là nhà hảo tâm giúp đỡ cho bé Nhi để có điều kiện để đến trường, để phát triển con đường học tập sau này tốt hơn. Ước mơ của tôi giờ chỉ mong là ba đứa con của tôi được đi học đầy đủ, sau này nó cuộc sống không vất vả như tôi bây giờ. Con cũng cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn tới từng tuổi này. Con hứa con sẽ học hành thật giỏi để lớn lên để phụ giúp cho mẹ và em nhỏ. Mình mẹ một nách mà ba đứa nhỏ vậy đó hả? Ủa chị ơi, đây là mấy tháng rồi? Dạ 14 tháng. 14 tháng hả? Dạ. Là anh mất cách đây bao lâu? Dạ mất năm mấy rồi. Mất ngày 3 tháng 7 2000. Tức là anh mất là chị đang mang thai 7 tháng, mang bầu. Tên là gì? Nhung. Nhung. Rồi con trai này là mấy tuổi? 2 tuổi mấy à? Hai tuổi mấy, tên là gì chị? Nhân. Nhân hả? Rồi lúc mà anh còn sống anh làm công việc gì? Anh đi làm đủ thứ, nhổ mì, chặt mì với đi làm rẫy tâm mướn. Rồi một mình chị bây giờ phải lo cho ba đứa nhỏ, rồi còn bà ở nhà nữa, bà là bà ngoại hay bà nội vậy? Bà ngoại. Mà con mình chị làm việc có tiền thôi. Dạ. Làm mỗi ngày trăm mấy, một tháng như vậy làm được mấy ngày hả chị? Mưa nhiều quá làm không được, có khi 2-3 ngày nghỉ. Rồi chị đi làm gì, ai ở nhà trông mấy đứa nhỏ này? Bà ngoại. Bà ngoại hả? Dạ. Rồi thôi kệ cho đi tới đi lui cho nó vui đi chị. Coi con là nheo nhóc kìa. Nhi ơi. Dạ. Ở nhà thì có lẽ con là trụ cột đó. Tuy mới có mười mấy tuổi thôi mà con hiểu chuyện rất là tốt luôn. Hồi nãy con nói câu chú muốn đứt ruột luôn đó. Miễn sao nhìn thấy em mình ăn đủ là mình vui đúng không con? Dạ. Có bữa nào gia đình mình thiếu không ăn không con? Cũng có. Cũng có hả? Dạ. Thì bữa đó mình ăn uống sao con? Không có gì ăn thì mình làm gì? Ra vườn bẻ rau. Mà thường xuyên vậy không Nhi? Cũng có. Con mong ước sau này con sẽ làm gì? Con sẽ làm bác sĩ.
chú nghĩ rằng với sự bản lĩnh của con, nỗ lực của con, chú tin rằng con sẽ làm được. Hãy cứ nuôi dưỡng ước mơ của mình con nha. Dạ. Đấy, Mạc Văn Khoa thấy hoàn cảnh của gia đình em Nhi như thế nào? Bản thân em cũng như tất cả mọi người trong cuộc sống mình mất nhiều thứ lắm. Phải mất của cải, mất mọi thứ, nhưng mất người thân là một cái nỗi đau mà thật sự là nó khó vượt qua và có những người không vượt qua được. Thì em chỉ mong là mọi nỗi đau nào thì cũng đã xảy ra rồi, thì mong gia đình mình sẽ cố gắng vượt qua. Và chúc đặc biệt là cho Nhi, con cố gắng lên nha Nhi nha. Lúc nào cũng sẽ mạnh mẽ, càng ngày con càng mạnh mẽ hơn nữa, để có thể lo được cho các em của mình. Còn cô Thúy, cô nói gì với Nhi đi. Dạ, em nghĩ là nếu như mà ai làm mẹ thì thấy là khi mà mình có con và người chồng của mình qua đời á, thì nó là một cái điều mà mình khó vượt qua được. Một đứa con thôi mà mình cũng cảm thấy không biết làm sao để nuôi con bây giờ khi mà chồng mình qua đời. Đằng này tới ba đứa con lận thì em cũng chỉ biết chúc phước cho chị thôi. Cuộc sống của mình sau này cũng sẽ tốt đẹp hơn. Bé này tuy chỉ có học lớp 7 thôi nhưng mà đã biết lo lắng cho gia đình rồi, thì bé cũng sẽ đỡ đần được cho chị nhiều sau này khi bé lớn hơn nữa. Nhi ơi. Dạ. Mỗi lần đi học thì con đi bằng cái gì? Bằng xe của bạn con. Con có mong muốn có một chiếc xe đạp để đến trường không? Có. Con biết chạy xe đạp không? Biết. Biết ha? Dạ. Rồi, chú Quỳ Linh sẽ tặng con một chiếc xe đạp mới, thật là mới luôn, để con tới trường. Để con có thể tự hào rằng là một mình tự đi, tự học con ha? Dạ. Chú cũng có con gái, chú hiểu được cái mưu cầu của con gái phải làm đẹp, phải ăn mặc đẹp. Chú nhìn con, chú thương quá à. Chú sẽ lo cho con nhiều bộ quần áo mới sau chương trình này. Lấy số đo của con, chú sẽ nói con gái chú sẽ tặng con một số bộ đồ áo mới để có quần áo đẹp mình mặc, mình đi xe mới, được không? Dạ. Yeah. Cuộc sống không dừng lại, nó vẫn cứ tiếp diễn. Và chúng ta chẳng may với cái định mệnh đó, với một gia đình như thế, hoàn cảnh như thế, chúng ta cũng không nên dừng lại mà cứ tiến bước. Biết đâu cuối con đường sẽ một ánh sáng nào đó, biết đâu trên con đường chúng ta đi sẽ gặp rất nhiều may mắn nào đó. Mà chú tin rằng trong cuộc sống là quá nhiều cái khổ đau, thì đến lúc chúng ta sẽ gặp cái điều may mắn con nhé. Quanh chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều tốt đẹp con nha. Đừng lo là mình chỉ có một mình, không có đâu. Con sẽ có rất nhiều người bạn bên cạnh con. Ok. Em xin nói tí xíu. Nói đi Thúy. Cô thì ngoài việc cô đang là một nghệ sĩ ra, thì cô có mở những cái lớp dạy học về năng khiếu nghệ thuật. Ngoài ra thì cũng có cái lớp học về dạy kinh doanh và dạy truyền thông nữa. Thì nếu như mà sau này con học lớp 12 xong á, mà con có muốn tham gia thì cô sẽ đài thọ cho con học hoàn toàn miễn phí hết. Yeah. Cháu đây, hồi nãy anh Linh có tặng Nhi quần áo mới, thì đây cũng ngang size với lại con em. À. Vợ em rất là nhiều, ý là cũng là gu đồ cũng tốt. Thì chú sẽ tặng con mấy bộ đồ nhá, để cho cái Tết này mặc cho nó đẹp nhá. Úi giời ơi. Tặng nó còn đây cháu. Đây đấy em đi, đấy em có con trai. Dạ, đúng rồi, chị Thúy có con trai ạ. À. Bé cũng cỡ cao hơn vậy. Rồi. 4 tuổi ạ. Quần áo của em nhỏ nhất. Dạ, là Khoa lo. Cái em giữa là Thúy lo. Dạ. Cái em lớn nhất tôi lo. Được chưa? Rồi, hãy gạt đi những giọt nước mắt trong cuộc sống này để chúng ta mạnh mẽ hơn. Hãy bước tới, chắc chắn có rất nhiều điều may mắn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai trong ngày hôm nay. Con tên là Lương Quốc Khánh, lớp 8A2, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Bù Đốp. Hiện tại con đang sống với anh họ. Ngoài ra con còn có một người chị nữa, tên là Lương Thị Nguyệt. Chị con đang học lớp 12, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Bình Phước. Mẹ con mất vì ung thư vú vào năm 2018. Ba con mất vì ung thư vòm họng vào năm 2021.
Tôi tên là Vương Văn Tuấn. Tôi ở ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốc, tỉnh Bình Phước. Tôi là anh họ của em Lương Quốc Khánh. Tôi hiện đã có gia đình và có hai cháu nhỏ. Sau khi ba mẹ của em mất hết thì tôi là người thân cũng ở gần đây thì tôi qua tôi chăm sóc và đưa bé đi học hàng tuần. Nghỉ hè thì bé về ở với tôi và phụ tôi lấy cỏ, chăn dê, sinh hoạt hàng ngày là tôi lo hết. Lúc mẹ mất thì con cảm thấy buồn, đau lòng. Con không dám nói chuyện và tâm sự với ba vì sợ ba buồn. Dù mẹ mất đi nhưng mà ba vẫn còn ở bên cạnh con. Khi đó con cũng cảm thấy đỡ buồn và đau lòng hơn. Thế khi ba mất đi thì con buồn. Con cảm thấy ăn năn hối lỗi vì không quan tâm, không nói chuyện, không tâm sự với ba. Trước khi chú mất thì chú cũng dặn dò tôi ráng lo cho hai đứa để đứa đi ăn học, cho nên là tôi cũng làm theo ý nguyện của chú trước khi chú ra đi. Lúc chị má mất mẹ, con hy vọng ba sống với con đến cuối đời, nhưng mà điều đó không thực hiện được. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé Lương Quốc Khánh. Từ thứ hai đến thứ sáu thì em học tập và sinh hoạt tại trường. Biết hoàn cảnh của em, nhà trường có khuyên em ở lại để được tốt hơn, nhưng mà em vẫn muốn về nhà vào cuối tuần để tiện dọn dẹp nhà cửa và hương khói cho bố mẹ. Con về nhà, con ở nhà cho ấm nhà con. Vì con nghĩ ba mẹ vẫn còn ở đây. Mỗi lần con về nhà là con muốn tìm lại những hơi ấm, những lúc vui vẻ nhất trong cuộc đời. Những lúc vui vẻ nhất, con có ba, có chị và có mẹ. Con ao ước có một gia đình ấm no hạnh phúc nhưng mà không thực hiện được. Bây giờ con sống với anh họ và anh họ rất là thương con. Anh họ nuôi con ăn, nuôi con học. Con rất thương anh họ. Anh họ là người con biết ơn nhất cuộc đời. Nếu như không có sự giúp đỡ của anh họ, con sẽ tủi thân vì sống một mình. Con ước là sau này con lớn, con sẽ nuôi lại anh họ. Tôi mong muốn là hai em nó học hết đại học và tôi sẽ cố gắng lo cho hai em để sau này hai em có công ăn, việc làm ổn định. Về học tập thì em Khánh luôn đạt thành tích cao trong 2 năm học vừa qua. Em lúc nào cũng lễ phép, nghe theo lời thầy cô giáo. Và đối với bạn bè thì em rất là hòa đồng. Con mong muốn những người thân bên cạnh của con luôn luôn khỏe mạnh. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này đền đáp lại và cảm ơn anh đã nuôi con. Đầu tiên thì tôi Linh ôm anh họ cái nào. Tuyệt vời. Một người anh họ có thể nói là cứu cánh, là một chiếc phao để cho hai đứa trẻ bám vào đó. Thật là bất hạnh khi mà chúng ta không còn ba còn mẹ trên cõi đời này nữa. Nhìn những giọt nước mắt của con trai rơi mà tôi biết rằng là khán giả cũng không thể nào chịu đựng nổi. Con tên là gì con gái? Dạ, con tên Lương Thị Nguyệt ạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 2006. Bây giờ có ước mơ thì con sẽ ước mơ gì cho mình? Dạ, con đang bị mông lung. Tại vì con không tự tin. Con không đủ tự tin với cái hoàn cảnh của mình. Đúng rồi. Con không tự tin bởi vì không có điều gì là động lực cho con cả. Không có gì để an ủi con hàng ngày cả. Một đứa em còn quá nhỏ. Mình sống trong ngôi nhà đó là của ba mẹ để lại con hả? Dạ, của nhà nước ban tặng năm ngoái, năm kia. Nhà tình thương của nhà nước. Dạ. Rồi ông bà đâu con? Dạ, con còn mỗi bà ngoại ở ngoài Bắc thôi ạ, ở Cao Bằng ạ. Dạ. Bà ngoại có hỗ trợ cho con không? Có. À, vậy cũng may mắn rồi. Con trai nè, nếu như con mơ ước thì sau này con sẽ làm gì? Dạ, con mơ ước con học thành tài, trở thành nên người. Anh họ, rồi em làm công việc gì? Em nhà em cũng đi làm mướn. Làm mướn, em có gia đình chưa? Dạ có rồi. Mấy đứa con rồi? Dạ có 2 cháu rồi. Cháu lớn được 3 tuổi, cháu nhỏ được mấy tháng rồi. Rồi đó cơ, vậy cũng khó khăn đó. Dạ.
công việc khó khăn như vậy còn phải lo cho hai đứa cháu này nữa. Hy vọng rằng nói với em, nói em sẽ cố gắng giúp cho hai em nó học cho nó thành tài, để sau này nó có thể giúp cho bản thân của nó. Đó, đó là chia sẻ câu chuyện thứ hai. Thanh Thúy thấy như sao? Không biết nói gì hơn, rất là chia sẻ với lại hai em. Bởi vì không còn cha mẹ ở cuộc sống này là một cái nỗi buồn, rất là buồn. Mình thì cũng không còn cha mẹ nữa cho nên là thấy thương lắm. Cuộc sống phía trước của em cũng còn dài, hai em rất là trẻ. Và bất cứ khó khăn nào thì chắc chắn là mình cũng sẽ vượt qua. Chỉ cần hai em giữ vững cái niềm tin là mình chăm chỉ, cố gắng, siêng năng làm việc và học tập thì chắc chắn mình sẽ có một tương lai tốt. Mà Văn Khoa? Dạ, đối với em thì bố mẹ thì không ở bên chúng ta suốt cuộc đời được. Rồi cũng chúng ta cũng sẽ phải là con thì sẽ phải trải qua cái giây phút đó thôi. Mặc dù cái nỗi đau mất mát ấy nó đã xảy ra rồi, nhưng ngày hôm nay nó cũng tạm thời qua đi rồi. Mình đừng nghĩ về nó quá nữa. Và có một điều may mắn ấy, còn có bà, đặc biệt có chú ở đây, có trường lo cho hai em một phần nào đó rồi, thì mình phải tự vận động lên. Từ ngày hôm nay ấy, khi nào buồn là phải kiếm một người tâm sự nhá, chia sẻ với em trai chứ đừng có mà một mình như thế nhá. Con phải mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ đang chuẩn bị ra trường đúng không? Ra trường thì con định là thi vào gì? Dạ, con cũng suy nghĩ điểm mạnh của con là gì. Anh Linh đó. Ơi, cho phép em xen ngang. Hồi nãy á, là cái gia đình trước cô có giới thiệu á, ngoài chuyện cô là nghệ sĩ ra thì hiện nay cô đang là một nhà đào tạo nữa. Và công việc của cô tự cảm nhận làm tốt nhất á, đó là khai vấn, tìm ra điểm mạnh, thế mạnh của một con người và họ giỏi cái nghề gì. Cho nên là con có thể hỏi tiếp cô và kết nối cô, và thậm chí là khi con học lớp 12 xong thì cô sẽ giúp cho con có được một cái quyết định là con học cái gì. Và nếu con cũng không biết học như thế nào thì cô cũng có thể nhận con vô làm trong công ty của cô. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Quá tuyệt vời. Vâng nha. Sẵn đây thì Quỳ Linh cũng chia sẻ với các bạn hay định hình cho mình điểm mạnh gì đó chính bản thân của mình, để chúng ta có thể tự đi trên con đường chúng ta đã chọn, để chúng ta tìm ra thế mạnh chúng ta, để ta có thể chiến thắng bản thân của mình. Rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn anh một lần nữa, một anh người anh họ rất là tốt, tuy là khó khăn nhưng hỗ trợ các em hết sức là tuyệt vời. Con trai cũng vậy, cố gắng nỗ lực lên ha. Hãy yêu thương nhau nhất có thể. Nếu cần chúng ta vào trang Facebook của Mái Ấm Gia Đình Việt mà chia sẻ các bạn nha. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh thứ hai. Và quý vị muốn chia sẻ điều gì đó, hãy liên hệ với website đó là maiamgiadinhviet.vn để ta tìm hiểu được gia đình thế nào chúng ta ủng hộ và chia sẻ quý vị nhé. Còn bây giờ, Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta đến với hoàn cảnh thứ ba. Con tên là Nguyễn Nguyên, con 14 tuổi, con học trường Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại con ở với mẹ. Công việc hiện tại của mẹ con là mua chai chai. Ba con mất rồi, từ khi con mới ra đời. Mẹ con nuôi con từ nhỏ đến bây giờ. Con rất biết ơn mẹ. Ở đây là Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 78, hôm nay 46 tuổi. Ba cháu mất từ lúc 4 tuổi, bị viêm gan. Nói chung là từ lúc ba cháu mất thì cuộc sống cháu ăn học thì cũng khó khăn. Thì chợ thì hai mẹ con buổi 50, 30 chừng tùy. Sáng đưa con đi học, rồi về thì tầm 7 giờ hay 8 giờ gì đó là đi mua chai chai. 11 giờ về đưa con, đón con về, rồi cơm mới cho con ăn. Rồi mẹ con làm thêm gì đó thì làm. Thời gian tiếp xúc và chủ nhiệm em Nguyễn Nguyên thì nhận thấy em Nguyễn Nguyên là một học sinh ngoan, hiền lành, tuy nhiên là em còn nhút nhát, rụt rè. Hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Nguyên thì tôi thấy là mẹ của em Nguyễn Nguyên cũng rất là vất vả, làm nghề mua bán ve chai, tuy nhiên là thu nhập thì cũng thất thường. Hai mẹ con thì sống ở trong một căn nhà trọ rất là nhỏ, những lúc không đi học, Nguyên còn phụ mẹ mua bán ve chai. Tôi thấy hàng ngày bé Nguyên đi trường thì chỉ có khi thì có một hộp sữa, còn có khi thì không được ăn sáng. Và tôi cũng lại gần hỏi em là hôm nay em ăn sáng cái gì, em ăn sáng chưa? Thì em rất là buồn và nói rằng em hôm nay không được ăn sáng. Còn có hôm thì bảo em được một hộp sữa, bảo sữa ai mua cho thì bảo sữa chị em mua cho. Và tôi thấy cái giờ ra chơi, em Nguyễn Nguyên không có xuống căng tin ăn.
Rồi các chỉ đứng từ trên cầu thang nhìn xuống các bạn ăn, thì tôi hỏi sao em không đi xuống căng tin chơi. Thì em Nguyễn Nguyên nói rằng em không có tiền để mua. Hôm nay mẹ cho mấy nghìn, ngày hôm nay mẹ không cho đồng nào. Thì cũng có hôm thì hỏi mẹ cho bao nhiêu thì em nói mẹ cho em 5.000. Thì em chỉ đủ tiền mua một cái bánh mì. Thêm chẳng hạn có hạt điều làm thêm 2-3 ký mà cô ký 10.000. Mà nếu mà làm thêm được thì một buổi phải làm thêm được 2-3 ký. Chẳng hạn con có làm phụ thì được 2, con mượn được 3 ký. Thì nếu mà làm mà nhiều thì tháng được hơn 1 triệu thôi, không được nhiều, làm thêm được hơn 1 triệu. Nhập thì được tháng 10 ngày thì được 600-700 gì đó. Con cảm ơn mẹ đã nuôi con từ nhỏ đến lớn. Con hứa sau này học thật giỏi để có công ăn việc làm để chăm sóc cho mẹ. Rồi, chào đón cả nhà. Rồi, em chào chị. Nào, con. Hãy đến đây để chia sẻ, để chúng tôi có thể cùng với gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Lúc mà anh mất thì anh làm công việc gì hả chị? Hồi đó anh chạy đi mua ve chai ạ. À, anh cũng mua ve chai cùng với chị luôn. Rồi mình đi mua bán ve chai, nhặt ve chai vậy thì mỗi tháng thu nhập mình được bao nhiêu hả chị? Nếu mà đi làm nhiều thì được một tháng được chắc 2 triệu ạ. Tháng 2 triệu. Con trai ơi, hồi nãy nghe cô giáo nói là có khi con xuống canteen mà không có tiền mua đồ ăn, đúng không con? Dạ. Là bữa đó mẹ không có tiền để cho con đó. Có bao giờ con ở nhà mà không có gạo, không có đồ ăn ở trong nhà không con? Dạ, lâu lâu thì con được ăn cơm mà. Lâu lâu thì được ăn cơm hả? Trời đất ơi. Tháng có 2 triệu mà hai mẹ con sao đủ. Tiền trọ hết nhiêu rồi chị? Tiền trọ hết 1 triệu ạ. Rồi còn có 1 triệu 1 à? Trời đất ơi. Rồi đóng tiền học cho con trai thì sao? Con trai thì nhà trường cũng cho một ít ạ. À, tức là nhà trường sẽ giúp cái đó hả? Con ơi, bao lâu rồi mẹ chưa may quần áo mới cho con nè? Dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi. Quần áo con mặc là ở đâu? Dạ... mẹ mua lại à? Là mua đồ cũ hả chị hả? Dạ, ý là kiểu không có tiền thì lâu lâu họ bán cái đồ xù xù mua cho cháu mới đi học. Mua đồ đi học. Cũ lại đó hả? Hoàn cảnh của con thì nó cũng đặc biệt đó. Với lại con hình như là nhút nhát lắm đúng không con? Nhút nhát là do hoàn cảnh gia đình của mình. Con tự ti trong cuộc sống á, phải không? Dạ. Nè, qua đây chú Linh nói nghe nè, qua đây. Không có tự ti gì hết trơn á. Rất ít người đi lên bằng sự giàu có. Đại đa số là những người đi lên từ sự nghèo khó đó con. Mình phải tự tin, con ngẩng mặt nhìn đời lên, nhìn lên cười lên nào. Cười cái nào con? Tự tin lên. Bây giờ ở đây á, là ngoại trừ mẹ con ra 1, 2, 3 người. Bây giờ cô thử chơi một trò chơi nha. Đứng ở trên đây là người nào đi lên từ sự nghèo khó? Giơ tay lên coi. Con nhìn qua đi. Thấy chưa? Ba người đang đứng ở đây ai cũng đi lên từ sự nghèo khó và thậm chí là rất nghèo nữa. Cho nên là chú Linh nói đúng á, con tự tin lên ha. Tự mình tin không lên có đứng như thế này, đứng tự tin lên. Ừ. Thoải mái lên nào. Tại vì bây giờ ấy, con nói là thỉnh thoảng mà con mới được ăn cơm thôi. Nhưng bây giờ con phải nghĩ là con phải tự tin lên, mạnh mẽ lên. Mẹ con ấy bây giờ cũng chỉ làm được như vậy mà để mà lo được cho con hơn nữa thì nó rất là khó. Và cái bữa cơm mình ăn được nhiều hơn, sướng được hơn là bây giờ phải là do con ấy. Con phải cố gắng học hành lên để sau này ấy lo được cho mẹ ăn cơm từng ngày từng bữa. Trước mắt là như thế. Cho nên là cứ tự tin thoải mái lên. Ở đây á, chú nói con nghe, con còn có bữa no bữa đói. Chú là thường xuyên đói luôn á. Chú đi xin chú ăn, hồi xưa chú đi lượm ve chai như mẹ con vậy đó. Chú ký túc xá chú đi lượm từng cái chai, từng cái lon chú đi bán để chú kiếm tiền chú ăn đó con. Càng khó khăn mình phải càng mạnh mẽ lên. Càng khổ mình càng ngước mặt nhìn đời lên, đối diện với phong ba bão tố con à. Nha con. Rồi đây lớn con sẽ làm được rất nhiều thứ. Đầu tiên chú Quỳnh Linh tặng con 5 triệu đồng. Đó. Giữ đó, bỏ túi. Lâu lâu móc 5 triệu ra khè cái. Nhưng mà không tiêu nha. Hả? 5 triệu đấy chỉ để khè thôi. Không tiêu anh ạ.
Hiểu chưa? Mạnh mẽ tự tin lên, cười lên coi nào. Chàng trai, cười lên con, tự tin lên nào. Ây. Rồi. Không gì lo lắng hết. Bạn nhỏ của tôi phải mạnh mẽ bước vào trong cuộc sống. Cuộc sống bao giờ nó cũng đầy giông bão hết trơn á. Phải mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ đó chúng ta sẽ bị giông bão nó cuốn rồi đi. Nha con nha. Hy vọng rằng á, qua chương trình khán giả truyền hình cũng sẽ thấy để chia sẻ với gia đình của chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt ngày hôm nay quý vị nha. Hãy vào trang website mayamgiadinhviet.vn để chia sẻ tất cả điều đó. Chúng ta cần lan tỏa chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt, hãy chia sẻ nhiều hơn nữa để có thể động viên những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị. Đó là những hoàn cảnh mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ họ để vượt qua những thử thách chương trình, để có một số vốn đó là động lực để họ vượt qua chặng đường khó khăn. Nào, bây giờ hãy vui lên, chúng ta quên đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống và đến với thử thách dành cho Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng Máy Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta vừa đến với hoàn cảnh của ba gia đình thật sự khó khăn lắm quý vị. Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn khắc khoải trong lòng, không biết sao để giải những bài toán như vậy. Bây giờ mình chơi cho nó vui. Nó vui thì nó sẽ quên đi cái nỗi buồn đó. Đây là cái quyền ưu tiên. Dạ. Nhưng muốn có quyền ưu tiên này thì phải vượt qua thử thách của chương trình. Thử thách đó là gì? Đây, mỗi bạn sẽ cầm lấy cái cây này giống như cây đũa vậy đó. Bây giờ mình vượt qua cái chướng ngại vật đi cầu khỉ. Đó, dạ. Đi qua. Đó, đi qua cầu khỉ. Tại tôi bự quá không qua được. Đây, mình sẽ làm sao? Mình bỏ cái cây đũa này nè. Mình cho nó lọt. Lọt vô cái lỗ kia. Lọt vô, vô. Vô, không vô thì mình nhích nhích. Eo ơi, ai nghĩ ra cái trò vô này thì anh chơi thế này làm sao mà mang tiền về được cho các gia đình anh. Vậy là nó vô rồi đó. À, chỉ cần chui vào lỗ thôi đúng không? Đúng rồi, nó lọt vào lỗ là được. À, dạ. Nếu mà hai bạn mà có 6 cái cây đũa đó nằm ở trong 3 cái lỗ đó thì mình sẽ có quyền ưu tiên này. Dạ. Có quyền ưu tiên này mình tặng cho cả ba em. Dạ. Để các em có thể vượt qua thử thách dễ dàng hơn. Còn nếu không có quyền ưu tiên này, các em mà thua đó, các em không có tiền, các em về không á, là hai bạn tự chịu trách nhiệm. À, vậy thôi. Quy định là 3 phút á. Này khó cho 3 phút. Nào, bây giờ thì chúng ta kiểm tra thời gian đi. Số mấy? Số 0 anh ạ. Rồi, Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ, chúng ta sẽ thực hiện chương trình thôi. Di chuyển, mạnh ai nói chuyện, mạnh ai nói cho vô cái đũa đó. Chuẩn bị nào. Quyền ưu tiên này có được giành lấy hay không? Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi 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 đi. Yeah. Trời ơi, hay quá vậy. Bắt phát, bắt đúng luôn. Qua đi, đó, đúng rồi. Vô nào. Mạnh lên. Trời ơi, hay quá. Để vậy sao nó vô. À, trời ơi, trời. Về lại. Cố lên, hay quá, về mặt cho Khoa. Ráng lên Thúy. Ráng lên nào, đúng rồi. Mạnh lên. Trời ơi, hay quá. Quá hay quá rồi, chơi đi kìa, con kìa, tiếp tục kìa. Đó, sao cho nó vô á. Trời ơi, ủa sao hay như vậy. Ủa là trời. Thắng con kìa thôi, thắng con. Thôi nghỉ chơi, nghỉ. Nghỉ chơi đi. Chơi gì hay dữ vậy trời. Nhưng phải nói là hôm nay, có lẽ là... gì vậy Khoa? Chưa chơi, chưa xong ho rồi. Cô bạn đấy chơi máu quá, lúc thắng xong nó mới ngấm mệt anh ạ. Ui. Thôi được rồi, như vậy là các bạn rất là xuất sắc. Cho một tràng pháo tay cho Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa. Bây giờ là mình giành lấy quyền ưu tiên, mở ra đi. Coi gì đó, đọc lớn lên. Được giảm 2kg lượng. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba em trong ngày hôm nay. Xin mời. Ngay bây giờ thì ba đội chơi sẽ cùng tham gia thử thách đầu tiên với quyền ưu tiên của Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa. Hy vọng là các con sẽ cố gắng nỗ lực để chiến thắng thử thách đầu tiên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vượt qua thử thách của chương trình bằng cách là tách hạt lựu. Ở trên mỗi bàn có 5 quả lựu ha. Các con cùng với tình nguyện viên mình đeo bao tay vô, mình tách làm sao hạt lựu nó ra cái đĩa hết là xong. Đội nào có thời gian thấp nhất chúng ta giữ lại đó. Chúng ta sẽ cộng với thử thách lần thứ hai. Nếu như đội nào sau hai lần thử thách mình có số thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ được bước vào vòng rút logo của Máy Ấm Gia Đình Việt.
mà cái vòng rút logo thì tiền rất là nhiều các con nha. Chính vì thế nên các con phải thật cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Tất cả sẵn sàng, bây giờ chuẩn bị nào mà con trai, con coi đồng hồ chú Quyền Linh. Số mấy con? Số 0, đúng rồi. Số mấy đấy con? Số 0. Chuẩn bị, thời gian để tách hạt lựu bắt đầu. Đội nào tách trước, chúng ta sẽ tính thời gian của đội đó. Nhanh lên, nhanh lên. Đeo tay, ba đeo nhanh lên, đeo nhanh lên con. Đó, khởi động là phải thật nhanh, cố lên. Đội nào tách trước, thời gian đội nào càng thấp thì nó liên quan đến số tiền của đội các con đó. Cố lên. Đấy, cổ động viên là Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa. Cố lên con ơi. Cố lên. Cố lên. Nhanh lên con, càng nhanh càng tốt. Đội nào tách hạt lựu nhanh, đội đó có cơ hội có nhiều tiền. Phải chiến thắng thì mình mới có nhiều tiền. Còn nếu mình không chiến thắng thì mình cái nào mà bỏ ra phải còn hết sạch đấy, chứ bắt lỗi đấy. Nhanh lên, nhanh lên, phải sạch nha. Không cần nhìn chú đâu, tách đi. Tách đi, đúng rồi. Tách nhanh lên con, tách hết hạt lựu luôn nha. Cố gắng lên nào. Nhanh trong sự bình tĩnh nha con. Bây giờ thì ba đội đang quyết liệt để giành lấy suất vào rút thăm của mấy anh gia đình Việt. Tách hạt lựu một việc làm cũng đơn giản thôi, quan trọng là chúng ta nỗ lực cố gắng. Nhanh lên, trong cuộc sống mình phải càng nhanh càng năng động hơn nữa. Nhanh lên, nhanh nhanh. Tình nguyện viên cố gắng làm nhanh hơn nữa. Ba chàng trai của chúng tôi nào, cố lên thật nhanh. Bởi trái đấy ra luôn. Cố lên, cố lên. Một trái đấy thôi, còn một trái thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đó, lấy cái này ra nè con. Mỗi đội còn một trái đó, tách cái vỏ đó hết, tách vỏ đó hết. Gọn lại, làm gọn lại, gọn sạch sẽ lại. Thật đấy, còn một hạt cũng bóc ra thiếu bị bắt lỗi đấy. Đúng rồi. Kia kìa cái hạt trên cùng, anh nhìn thấy, chú nhìn đúng thấy rồi. Kìa. Bóc cho nó sạch ra. Xong chưa? Dạ rồi. Rồi. Xong chưa? Dạ rồi. Rồi, xong. Một đội. Đội kia tiếp tục. Bên đây cố gắng nhanh lên, nhanh, nhanh nữa. Đội kia ta xong rồi kìa. Rồi, xong. Đội thứ hai. Đội thứ ba cố gắng lên, cố gắng nhanh lên. Đội thứ ba. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi về gom gọn lại, gom gọn lại đi. Gom gọn lại. Mau lên. 5 4 3 2 1. Xong luôn. Đội này là đội xong cuối nè ha, xong cuối cùng ha. Đội này ở giữa nè, mình gom lại chút xíu cho nó sạch sẽ nào các con. Đội này là về trước nhất là nhanh nhất có thể. Đó, nhìn cũng sạch sẽ rồi. Rồi, như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng là ba đội có chênh lệch lẫn nhau. Đây là kết quả ở thử thách đầu tiên. Đội em Nhi là 3 phút 44 giây. Chúc mừng. À. Đội thứ hai là đội em Khánh 4 phút 08 giây. Chúc mừng. Và đội thứ ba là đội em Nguyên 4 phút 30 giây. Chúc mừng. Rồi, đây là chỉ là khởi động thôi. Quan trọng là thứ hai các bạn sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa. Cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả mọi người đã ủng hộ cả ba đội chơi. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa. Cảm ơn Thanh Thúy cùng với Mạc Văn Khoa đã có một quyền ưu tiên đầu tiên. Bây giờ ta sẽ đến quyền ưu tiên thứ hai. Quyền ưu tiên thứ hai là càng quan trọng hơn nữa, bởi đây là thử thách quyết định xem ai sẽ là người chiến thắng. Trời ơi, ai sẽ là người bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chính vì thế nên quyền ưu tiên quan trọng với các bạn nhỏ lắm. Dạ. Muốn giành được quyền ưu tiên này thì các bạn phải thực hiện nhiệm vụ như sau. Mình xách cái xô này, mình đổ nước vô cái hũ bên kia. Đi qua cái cầu này đúng không anh? Rồi, đi qua cầu nó dễ này. Rồi. Mình đổ sao mà cái trái banh nó văng ra ngoài là xong. Nhưng mà em thấy hình như nó có cái gì lỗ lỗ ấy, phải không anh? À, đó, 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 cái chỗ đó mới là khó đó. Nó có mấy cái lỗ trong đó đó. 4 lỗ. Mình đổ vô nó tràn ra ngoài. Vậy thì một bạn sẽ đổ nước lúc nào mà nó tràn ra ngoài, mình dùng tất cả thân thể mình lấp cái lỗ lại để cho nước đừng tràn ra ngoài. Được chưa? Ai đổ ai lấp. Thì ở nhà ngày trước thì em cũng hay lấp lỗ. Không, tại đi đồng á, trồng cây ấy thì cuốc lên xong là phải vùi để lấp lỗ. Thì ngày hôm nay em sẽ lấy lại cái kinh nghiệm lấp lỗ ngày xưa đi trồng cây ở nhà. À, để rồi. Em lấp 4 lỗ đúng không anh? 4 lỗ. Để đừng nó nước nó tràn ra cái lỗ đấy. Dạ, chứ. Dạ, em hiểu rồi. Nước nó dâng lên nhanh thì bóng nó rơi ra ngoài. Nhưng nhanh. Quan trọng gì Thúy phải múc nhanh nha. Đúng rồi. Đúng rồi, chị phải múc nè. Nhanh ấy. Thời gian có hạn là 2 phút.
Hồi nãy nó dễ quá, giờ nó dễ nữa nè. Chuẩn bị coi đồng hồ nè. Không. Chuẩn bị. Thời gian 2 phút dành cho Mạc Văn Khoa và Thanh Thúy. Em quay lại em đưa chị. Bắt đầu. Rồi chạy đi. Đúng rồi. Rồi chạy về nhanh lên nhanh. Chưa, nó chưa có tràn ở đâu sợ. Chạy về mau lên đi. Đúng rồi, chưa, nước chưa lên lỗ. Chạy nhanh lên. Nước nó chưa có ra cái chảy ra cái lỗ nên chưa có gì hết á. Đó, nó chuẩn bị rồi đó. Nhanh lên. Nhanh nhanh. Rồi bắt đầu rồi đó. Thi lắp lỗ đi. Đúng rồi, lắp cái lỗ đó lại. Tiếp tục, nhanh lên Thúy. Có 2 phút rồi đó. Anh chạy nhanh lên. Bên đây nè. Bên đây, đó. Thôi, nhanh lên. Đổ vô cái lỗ hũ cho bay đổ người qua nha đây. Cái lỗ bên đây nữa nè. Ê, nhiều lỗ quá. Đó, nhanh lên Thúy. Trời ơi, thấy Toàn Hiệp pha quá. Đổ nước chứ phải đập coi chừng đổ vô mặt. Trời ơi, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt nào. Nhanh. Đó, nó bật hết các lỗ rồi. Trời ơi, coi chừng đổ vô mặt đó nha. Nhanh lên, đổ nhanh. Đổ cái ào vô luôn. Nhanh lên. Cố lên nào. Trời ơi. Đó, lên con trời chỉnh nữa. Đổ coi chừng nguyên cái xô vô mặt đó đó. Cẩn thận nha. Nhanh lên. Ráng đi. Còn có xô hai xô nó đầy rồi. Đổ. Xô nữa, gần rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Cố lên. Trời ơi, này là chịu đám ăn xôi nè. Tao nói là người chịu đám ăn xôi đó. Ráng lên. Ráng chút xíu nữa. Nó chạy ra ngoài. Ê, chưa. Không phải bịt thì không ấy, cái đoạn bịt mà cái lưỡi nó mỏi lưỡi quá anh ạ. Bịt cái lỗ lọt lưỡi luôn hả? Lo chạy khó làm gì vậy? Anh không biết nữa. Đây này em. Mà cái tay thì nó đổ, còn cái dư thế này em phải bịt bằng lưỡi. Wow. Vậy em cũng nghĩ là được thôi. Rồi được rồi. À, bây giờ quyền ưu tiên của mình là gì? Mở ra luôn. Nào. Được giảm 5 cây gỗ ạ. Chúc mừng. Đó là quyền ưu tiên dành cho ba em. Ngay bây giờ của Linh và Mạc Văn Khoa cùng Thanh Thúy mời quý vị các bạn đến với vòng đặc biệt. Đó là thử thách dành cho ba gia đình để xem đội nào sẽ là đội chiến thắng. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nếu như các con chiến thắng ở đây, các con sẽ có cơ hội có rất là nhiều tiền so với gia đình các con. Có thể có 5-70 triệu, cả 100 triệu luôn. Nên các con phải thật sự cố gắng trong thử thách này các con nha. Chưa biết ai thi trước thì sao, như thế nào. Để công bằng thì chúng mình sẽ có 3 số, 1, 2, 3. Mình rút số 1 thì thi trước, số 2 thì kế và số 3 thì cuối. Bây giờ thì 3 số, 1, 2, 3. Ưu tiên cho em nhỏ 13 tuổi, rút đi, số nào cũng được hết. Số 2. Số 2. Rồi, Nhi sẽ thi thứ 2. Còn lại Khánh và Nguyên. Rút đi hai con. Rồi, như vậy Khánh thi đầu tiên, kế đến là Nhi và cuối cùng là Nguyên. Bây giờ chú mong muốn là đứa nào cũng được may mắn hết, nhưng mà do sự nỗ lực của các con nữa nha. Tất cả sẵn sàng. Bây giờ thì Nhi với lại Nguyên chúng ta về vị trí ủng hộ. Còn Khánh ở lại. Khánh ở lại chơi nhá. Đây, đúng rồi. Con về Khánh đây. Vào trong kia. Coi nhá, xíu rút kinh nghiệm nha con. Mình lấy cái đũa này, mình vượt qua chướng ngại vật, đi qua ba cái chướng ngại vật này. Sau đó chúng ta sẽ đứng đây. Chúng ta sẽ phóng vào trong mấy cái vòng tròn đó. Làm sao mà mỗi một ô như vậy chúng ta có 5 cái đũa. Như vậy là 4 ô có 20 chiếc đũa. Anh ơi không ấy, bây giờ anh nói thay cái ống này bằng cái thùng phi múc nước hồi nãy. Phi múc nước hồi nãy. Ok, tất cả sẵn sàng. Ba đội thi như nhau. Tất cả đều là số... Không. Số mấy? Không. Số 0, rồi. Chuẩn bị thời gian dành cho đội đầu tiên, đội của em Khánh. Bắt đầu! Đấy, mau lên!
Đây sẽ là một thử thách rất là quan trọng cho gia đình em Khánh. Thử xem mình sẽ được nhặt lại không sao hết. Cố gắng lên, cố gắng, nhanh lên, mình thử sức đi. Khó nhất rồi chúng ta đến dễ nhất cũng được, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều khó nhất. Đó, được rồi, rất là tốt. Cố lên nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều khó nhất. Nếu chúng ta vượt qua nó thì không có điều gì khó hơn cả. Đó, cố lên nào. Mà càng khó chúng ta phải càng chinh phục được nó. Đúng rồi, nhanh lên. Cố lên nào. 1 phút 10 giây. Cố lên. Chưa được, để đó. Nào, trời ơi. Tiếp tục đi các bạn. Thử xem độ khó của nó như thế nào. Nhanh lên. Rồi, khó. 1 phút nữa tôi sẽ dời lên đây. Trời ơi. Cố lên. Khó quá ha. Cái gì vậy? Cố lên. 2 phút rưỡi. Nhanh lên. Trời ơi. Gì? Trời ơi. Gì? Đó, được rồi đó. Ráng đi Khánh. Lụm đi con, lụm mau lên. Quan trọng là lụm nhanh lên. Cố gắng lên. Đúng rồi. Mau lên, mau, mau. Quá gần rồi đó. Đó. Thôi ơi. Cây cuối con ơi. Đưa. Vô. Thưa quý vị, như vậy là em Khánh đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhớ 2 mốc thời gian. Mốc thời gian 1 phút 30 giây của Linh sẽ dời lên một mức. Mức thời gian 2 phút 30 giây của Linh sẽ dời một mức gần hơn nữa. Và đây là thời gian của em Khánh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho em Nhi. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Đúng rồi, nhanh lên. Mà càng khó chúng ta phải càng chinh phục được nó. Nhanh lên lấy thật nhanh, càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ có cả 2 cơ hội để... Trời ơi, cố lên. Đúng rồi. Nhanh lên, cố gắng lấy thật nhiều. Ráng lên, ráng chút xíu nữa nào. Thời gian 1 phút 30 giây của Linh sẽ canh cho đúng nào. Ôi trời ơi. Chuẩn bị gom nhá. Chuẩn bị gom cây kìa. Nào. Nhanh. Không có 1 cây thôi. Mà Phong Khoa vẫn là người đi đầu trong cái việc thử thách này. Đi lượm cây đi, lượm cây đi. Hay quá Mạc Phong Khoa. Lượm nhanh lên cho chú Khoa chú thầy cũng được. Cố gắng nhanh lên. Cố gắng nhanh nhất có thể. Dời. Rồi con lụm tất cả những cái cây mà ra ngoài cho chú Khoa với lại cô Thúy thấy cho nhanh. Tiến lên. Đây là cơ hội để chinh phục đây. Lụm đi con, mau lên. Lụm đưa chú Khoa mau lên. Nhanh. Còn 5 cây cuối cùng. Nhanh lên. Bây giờ mình bỏ thôi chứ mình không có ai nữa rồi đó. Ôi trời ơi, cố lên. Đưa lên chú. Nhanh lên nhanh. Đưa cái cây ngang đây con. Nhanh lên. Hình như... Trời ơi. Nhảy ra ngoài á. Hồi hộp quá. Ôi trời ơi. Đưa đây chú, đưa chú. Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Cây cuối cùng. Vô. Như vậy là đội thứ 2 thưa quý vị. Đó là đội của em Nhi cũng đã dừng lại. Tất cả rất là hoàn hảo. Mà đội cuối cùng đó là đội của em Nguyên. Như vậy là chúng ta đã trải qua 2 thử thách dành cho em Nhi và em Khánh. Còn bây giờ là em Nguyên. Chuẩn bị. Thời gian dành cho em Nguyên bắt đầu. Đó, vậy đó Nguyên, đúng rồi. Nguyên rất là nhanh luôn. Phải canh sẵn. Canh cho nó kỹ chút xíu. Không phải là ta quăng bừa đi. Ta phải tập trung hết sức mình. Canh đúng cái khoảng đó. Tập trung nhìn thẳng vào đó. Đúng rồi. Hên xui nhưng phải nhìn thẳng vào đó nha. Tập trung vô. Cố lên. Không được rồi. Sao rồi. Hay quá Khoa.
Trời ơi. Nhanh lên nào. Đó, trời ơi. Cũng gần được rồi. Nhanh lên. Thúy Lục ơi. Tập đi. Bây giờ là chúng ta nhặt hết tất cả những cây nào đó mà nãy giờ để tiếp tục thực hiện thử thách của mình. Đậm đi con trai. Hay quá Khoa. Vẫn là Mạc Văn Khoa. Xuất sắc, mặc dù rất là xa. Nhưng hay quá. Hay quá Khoa. Vẫn là sự nỗ lực và cố gắng của cả ba thành viên. Hay quá con Nguyên, được rồi đó Nguyên. Lượm đi. Rồi lượm đi, lượm đi, lượm đi. Cố lên. Lượm đi con. Cố lên nào. Ráng lên. Ồ, ra ngoài rồi. Ráng lên. Chỉ còn có mấy cây nữa thôi. Không được rồi. Cây cuối cùng, lô này này, lô cam. Lô cam, lô cam. Lấy đi, bên đây này con, bên đây cái màu đỏ. Màu cam nè. Bình tĩnh, màu cam, màu cam. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là em Nguyên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn thành thử thách của mình rồi. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ công bố kết quả xem ai sẽ nhận được giải thưởng 15 triệu đồng, giải thưởng 20 triệu đồng và giải thưởng bước vào vòng đặc biệt của Máy Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Qua những thử thách của chương trình chứng minh được rằng là cho dù hoàn cảnh khốn khó cỡ nào, chúng ta vẫn phải nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta phải bắt đầu từ những điều khó nhất để chúng ta quen đi những cái khó đó, và sau này cái khó không là gì cả. Mình phải có thể phấn đấu gấp đôi các bạn bình thường. Và thông qua chương trình này thì chú Linh cũng nhắc nhở các con rằng đừng bao giờ tự ti về bản thân của mình cả, đừng bao giờ tự ti về cuộc sống gia đình mình cả. Cho dù khó khăn cách mấy, chúng ta vẫn phải tự tin hướng về một tương lai tốt đẹp các con nhé. Trong khuôn khổ chương trình thì chúng ta sẽ có những giải thưởng như sau. Người có thời gian cao nhất là 7 phút 57 giây, gia đình sẽ nhận được 15 triệu đồng. Gia đình thứ hai là 7 phút 54 giây sẽ nhận được 20 triệu đồng. Nghĩa là chúng ta chỉ hơn thua nhau có 3 giây thôi. Gia đình về nhất trong ngày hôm nay nằm ở thời gian là 7 phút 21 giây. Nó chỉ cách nhau vài chục giây thôi. Và bây giờ tôi xin công bố. Gia đình về 3 nhận được 15 triệu đồng thuộc về gia đình em Nguyên. Đó, Nguyên sẽ nhận được 15 triệu đồng. Con thấy sao? Dạ em thấy rất vui. À thấy vui. Chị cảm xúc thế nào hả chị khi mình có 15 triệu đồng của chương trình? Cũng có vui ạ. Rồi 15 triệu đồng, Quỳnh Linh tặng 5 triệu nữa là 20 triệu đồng. Như vậy ngày hôm nay gia đình Nguyên có 20 triệu đồng. Chúc mừng con, cố gắng lên Nguyên nhé. Dạ. Con có một mình con thôi. Con cũng lớn rồi, con cố gắng học thật giỏi để sau này giúp cho mẹ nha. Còn hai gia đình kia, gia đình về nhất trong ngày hôm nay đó là gia đình của em Nhi hay em Khánh? Anh này. Thật ra thì nỗ lực ngang nhau. Và chúc mừng, chiến thắng thuộc về em Nhi. Chúc mừng. Như vậy là gia đình anh Khánh sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình anh Nhi chưa biết như thế nào. Chúng ta sẽ còn một vòng nữa. Bây giờ thì cho Quỳnh Linh hỏi cảm xúc của Khánh bây giờ thế nào. Gia đình con sẽ nhận được 20 triệu đồng. Dạ con rất vui vì đã phấn đấu hết sức của mình. Chị Khánh thấy sao? Con cũng vui vì Khánh đã tự tin hoàn thành phần thi của mình ạ. Con nhớ con phải tự tin nhiều hơn nữa nha. Dạ. Con chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 rồi. Chắc cũng cần một ít tiền để có thể lo cho cái việc học hành đó. Chú Quyền lên tặng cho riêng con 5 triệu nữa. Dạ con cảm ơn chú cũng nhiều ạ. Nhớ tự tin lên ha con ha. Con gái cố gắng lên. Nào dạ. Bây giờ ta có 25 triệu rồi.
Anh họ của Khánh thấy thế nào? Rất vui và cảm ơn chương trình đã tổ chức để hỗ trợ cho hai em ạ. Anh thật là cao cả, hãy cố gắng hỗ trợ hai em để có thể đến bến bờ của học vấn anh nha. Dạ. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ theo chân gia đình em Nhi đến với vòng đặc biệt, đó là vòng thử thách để xem gia đình em Nhi rút được bao nhiêu logo trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Người ta nói rằng là đến khi mà thành công rồi nó vẫn còn gặp trở ngại, đừng nói chi là chưa thành công. Chúng ta chiến thắng rồi nhưng không đơn giản để rút được 8 bản logo đó. Chúng ta vẫn trải qua một thử thách nữa, một khó khăn nữa. Đơn giản bây giờ mình gấp cái banh này, mình đi qua chướng ngại vật, xong mình bỏ vào cái chướng ngại vật bên kia, mình lắc qua lắc lại điều khiển nó sao nó rớt 5 trái banh vô 5 lỗ là xong ha. Thực hiện thử thách đó trong vòng 1 phút 30 giây chúng ta sẽ rút được 8 bản logo luôn. Wow. Ừ. 2 phút mình rút được 6 bản, 3 phút mình rút được 4 bản, 4 phút mình rút được 3 bản, 5 phút trở lên 2 bản, 10 phút là còn 1 bản. Còn nếu mà vượt qua 10 phút là mình không có bản nào hết. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu xem đồng hồ. Nào mời Nhi. Mình xúc không? Số 0 nha. Con rất là mạnh mẽ nhưng con còn mạnh mẽ hơn nữa. Nói lớn lên con gái nha. Ok. Rồi tất cả sẵn sàng. Thời gian dành cho đội của em Nhi bắt đầu. Di chuyển. Đây. Bỏ vào cái bàn game này, mình di chuyển nó vô cái lỗ là xong. Trong 5 lỗ đó có 5 quả bóng là xong. Ta được chặt ở đây đúng không anh? Đúng rồi đó. Bây giờ mình lấy nhiều nhiều bóng chút xíu đi, rồi mình làm luôn lượt cũng được. Trời ơi sao mà. Đúng rồi. Dễ chứ em đè bóng đây nhá. Em gom bóng cho. Giữ thăng bằng hai cái chân này nè. Đó. Đúng rồi. Quá. Quá. Thôi chạy khó lắm. Trời. Rồi, vậy là rất quá rồi đó. Quá. Đổi chỗ. Nhanh lên. Để em cho, để cái em cho. Khó lắm. Trời. Nè. Đó, Khoa nó bình tĩnh hơn nè. Đó, đúng rồi Khoa. Đó, nhẹ nhàng quyến rũ nào. Lắc nhẹ thôi. Qua, nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng, chậm thôi. Vô, đó. Nó vô ngon lành cái coi. Ráng coi. Ê, vô. Đáng coi vô có đẹp cái coi. Vô. Ráng coi. Vô. Nhanh lên. Vô. Hay quá. Vô. Rồi, ráng đi. Hay quá anh ơi. Ráng đi. Anh đứng đối diện em để em lấy tinh thần. Ủa, ba trái rồi, rớt ra ngoài, ba trái rồi. Lắc nó nhẹ quá coi, nhẹ lắc rung quá. Trái cuối cùng, một trái cuối cùng qua đây. Đúng rồi đó. Từ nhẹ chưa? Từ. Thưa quý vị, như vậy là gia đình của em Nhi đã được 5 trái banh xuất sắc. Đồng hồ dừng lại 4 phút. Thưa quý vị, 4 phút như vậy là gia đình của em Nhi được 3 bản logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng. Bây
Bây giờ chính thức là gia đình anh Duy sẽ nhận được 3 logo của máy ấm gia đình Việt. Để xem cái sự may mắn của mình có hay không nhá. Rồi đầu tiên xin mời chị chọn một logo đi. Số 2. Số 2. Số 2. Mở số 2. Mời Thúy với chị qua đây mở số 2. Số đầu tiên. Qua đây Thúy. Nào. Hai người phụ nữ hãy rút bản logo đồng cảm với nhau, rút đi. Chị rút với chị. Thử xem. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây đúng dựng nội thất Hoa Sen Home. Rồi có số 6 số 0 là... rồi. 6 số 0 rồi. Vô. 6 số 0 rồi. Vô. Mấy đi, rút. Mấy đi. 3 số 0 nữa rồi. Chắc chắn là 10 triệu hoặc là 20 triệu. Rút. Mạnh lên hai. Vô. Yeah. 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Rồi em tặng cho chị đi Thúy. 10 triệu đồng đầu tiên. Chúc mừng chị. Rồi mời chị về chỗ. Và tiếp tục chúng ta chọn một logo thứ hai nữa. Con chọn đi con. Con chọn số 5. Số 5. Số 5. Chị chọn thông số nữa đi, mình còn hai bảng nữa. Chị chọn số mấy? Số mấy chị? Số mấy mà chị cảm thấy trước giờ em may mắn đấy. 7 nha. Rồi, số 7. Số 7. Rồi, như vậy là số 7 và số 5 đúng không? Duy là số 5. Mình mở số 7 trước đi. Ra đây con gái, Duy mặt Khoa. Đây, lên đây chú. À, số 7 là của chị. Chị đúng rồi, tiếp tục. Nào, rút đi con. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. Nhiều lên, nhiều số 0 lên. 5 số 0, 6 số 0, 7 số 0 đi. Yeah, 7 số 0 rồi, 7 số 0 rồi con ơi. Chết là 10 triệu con ơi. Rút. Rồi, 10 triệu nữa. 10 triệu. Rồi. Bây giờ mời cả nhà qua đây luôn. Chúng ta còn một con số cuối cùng nữa. Mở số 5. Số 5. Nào. Rút đi Khoa. Thôi anh ơi. Em xui lắm anh ạ. Xui hả? Dạ. Bây giờ để chị rút đi. Nhì rút đi chị. Hay cầm cho chị. Chị rút đi. Đúng rồi. Từ 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 từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. 90, 90. Yeah. 90. 90. 90. Rút. 30. Rồi, bước lên đây, bước lên đây nào. Tất cả bước lên đây. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta có 50 triệu đồng. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home 10 triệu đồng. Tôn Hoa Sen mắm gia đình Việt 10 triệu đồng. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc 30 triệu đồng. Chúc mừng. Như vậy là gia đình con có 50 triệu đồng. À, rất là vui rồi. Cảm giác của Nhi thế nào? Rất là vui. Rất là vui đúng không? Hy vọng rằng đó sẽ là một trong những cái điều mà giúp cho gia đình con vượt qua khó khăn. Giúp cho mẹ con sẽ lo cho mấy đứa em con nữa ha. Và bây giờ Quỳnh Linh xin mời cả ba gia đình chúng ta ra đây để nhận giải thưởng của chương trình. Chúc mừng gia đình, mỗi gia đình chúng ta với một sứ mệnh là sẽ có giải thưởng đem về. Và chắc chắn điều đó đã thể hiện trong ngày hôm nay. Tuy rằng số giải thưởng thì nó có trên nhau chút xíu nhưng mà không sao. Chúng tôi muốn kết nối những người hoàn cảnh khó khăn để khán giả truyền hình được biết nhiều hơn, để chia sẻ nhiều hơn. Chúc mừng ba gia đình. Còn bây giờ xin mời Thanh Thúy gửi tặng phần thưởng dành cho gia đình của em Nguyên. Tặng cho em nha. Chúc mừng chị và em ha. Em cũng có chút xíu cái món quà nhỏ nhỏ chuẩn bị dành cho cả ba gia đình luôn. Dạ, thì em xin phép gửi chị. Dạ. À, em gửi. Dạ. Gửi cho con nha. Rồi, cảm ơn Thành Thủy rất là nhiều. Bây giờ xin mời Mạc Văn Khoa. Dạ, ngày hôm nay như em nói, em tới đây chơi là vì tiền ạ. Và ngày hôm nay thì được một số tiền như thế này, chỉ tiếc một cái là hồi nãy không thể nào mà chơi nhanh hơn được nữa để được bốc thêm những cái bảng. Nhưng mà chung là cuộc sống luôn như vậy anh ạ. Chú chỉ chúc ba con là thật nhiều sức khỏe này, học thật là giỏi, lúc nào cũng ngẩng cao đầu lên đi về phía tương lai các con nhá. Đây, dạ. Tại thì hôm nay thì thật sự em tới đây thì chương trình cũng trả cho một ít tiền chi phí ạ. Khi em đi làm cũng nói là không nhận tiền rồi. Thì nó cũng không đáng là bao, nhưng mà em thêm vào một ít chút xíu nữa thì em tặng mỗi gia đình là 5 triệu ạ. Cảm ơn Mạc Văn Khoa rất là nhiều.
như vậy là Nguyên có thêm 5 triệu nữa. Là hôm nay Nguyên nhận 15 triệu, chú Linh tặng 5 triệu mà con Khoa tặng 5 triệu. Nguyên có 25 triệu đồng. Gia đình của em Khánh là được 20 triệu đồng. Chú Linh tặng 5 triệu và mặt con Khoa tặng 5 triệu nữa. Như vậy là gia đình con hôm nay có 30 triệu đồng. Đặc biệt là gia đình của em Nhi. Hôm nay thì Nhi sẽ nhận được 5 triệu của anh Mạc Văn Khoa cùng với 50 triệu của chương trình. Là hôm nay em Nhi có 55 triệu đồng và một chiếc xe đạp của chú Nguyên Linh tặng nha. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời đại diện tập đoàn Hoa Sen, ông Nguyễn Lê Hoàng Nam, giám đốc chi nhánh tỉnh Bình Phước, sẽ trao số tiền giải thưởng là 50 triệu đồng dành cho gia đình em Nhi. Đại diện tập đoàn Hoa Sen thì tôi xin trao với 50 triệu đồng này cho gia đình bé và chị. Thì qua đây tôi cũng xin chúc cho cả ba gia đình cùng toàn thể quý vị khán giả ở đây nhiều sức khỏe cũng như là tự tin và sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn ạ. Rồi đại diện cho gia đình anh Duy nay xin mời chị có đôi lời chia sẻ. Em thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh Nguyễn Linh với chị Thanh Thí với anh Mạnh Khoa đã giúp bé Nhi thi được giải nhất, được tiền. Và em cảm ơn các anh chị với chương trình cho em được phần quà để em có tiền đi học. Xin cảm ơn. Rồi Nhi hứa gì với mẹ đi Nhi. Hôm nay con số tiền đó con hứa con học thế nào để cho mẹ yên tâm nào? Con hứa con sẽ học thật giỏi để cho mẹ vui. Hãy vui lên Nhi nhá. Nguyên nè, Khánh nè, Nhi nè, các con nên nhớ rằng ngày hôm nay các con sẽ đã được giới thiệu với rất nhiều mạnh thường quân, với giới thiệu khán giả truyền hình. Hãy ủng hộ và chia sẻ với ba nhân vật chúng tôi nhiều hơn nữa để các em có thể có thêm nhiều điều kiện để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là ủng hộ các em để các em có thể mở ra con đường tương lai tươi sáng, đó là bước vào giảng đường đại học. Tôi tin rằng với tình cảm quý vị yêu mến chương trình cũng như yêu mến những nhân vật chúng tôi, quý vị sẽ ủng hộ rất là nhiều thông qua trang web của chương trình maiamgiadinhviet.vn quý vị nhé. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả ba gia đình em Nhi, em Nguyên và em Khánh. Chúc ba con học thật giỏi, chúc gia đình ta luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt cảm ơn Thanh Thúy và Mạc Văn Khoa, các bạn làm chúng tôi rất là xúc động về những nỗ lực các bạn cũng như món quà các bạn dành cho ba nhân vật chúng tôi. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ trong cuộc sống. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Quaison Home. Còn bây giờ Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cùng mái ấm gia đình Việt. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình. Tiền nguyện con không thể quên, mái ấm gia đình yêu thiêng liêng. Nhớ sinh thành mãi trong tim, hãy tin con ở từ nay con. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20:45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.